cái góc này nó đẹp đấy nhỉ, chụp hình cái đây, góc view này rất là đẹp luôn. Đây thế trồng hoa Hải. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Thì hôm nay Hải đang có mặt tại con đường Hoàng Văn Thụ và mời tất cả mọi người mình đi từ con đường Hoàng Văn Thụ vào đường Phạm Văn Hai và hướng về quận 3 cùng với Hải nhá. Để sáng ngày hôm nay thì Hải có lên sân bay quay và cập nhật cho mọi người xem tình hình sân bay cũng như là để cô chú anh chị và các bạn mình về nước như thế nào. Nhưng mà hôm nay thì lại có một chút trục trặc về sự cố nên cũng quay được cũng khá là ít thôi. Nên là trên đường này về Hải tranh thủ quay và cập nhật cho mọi người luôn. Con đường này là con đường Phạm Văn Hai. Lát mình sẽ đi đến con đường Lê Văn Sĩ, mình vào con đường Lê Văn Sĩ nhá. Thì sáng nay Hải lên sân bay để quay cho mọi người. Tiếc cái là khu vực đấy là thấy bên an ninh sân bay có nhắc nhở là mà không được quay, vì ở đấy nếu muốn quay thì mình có xin phép cũng như là có giấy tờ đầy đủ thì họ mới cho quay nhá. Đấy, mọi người lưu ý nhá. Nếu mà quay mình quay phim và chụp hình người thân thì được. Đấy, đôi khi lên hay quay cũng khá là phiền phức á. Nên thôi mọi người, nếu mọi người mà lên đấy quay thì lưu ý nhá. Cũng như là anh em YouTuber thì cẩn thận nhá. Sau đấy nhắc nhở thì thôi Hải cũng không quay nữa, không làm khó người ta, mình thôi mình đi về. Thì hôm nay Hải có đường Phạm Văn Hai này, mọi người thấy không? Con đường này là nó khá là bình yên luôn á. Không có cái gì gọi là nhộn nhịp cho lắm. Khu vực này đa phần là bán đồ ăn và đồ ăn sáng, nước nôi, cà phê. Đấy, phía trước ngay cùng mình đi dọc dọc khu vực này quay cảnh cho mọi người. Thì phía trước này là con đường Lê Văn Sĩ. Hải sẽ về đường Lê Văn Sĩ nha, cũng như là về hướng ngoài quận 3. Đi hết con đường Lê Văn Sĩ này rồi mình ra con đường Trần Quốc Thảo, cùng Hải quay và cập nhật cho mọi người xem luôn. Con đường Lê Văn Sĩ này cũng là một con đường khá lớn tại khu vực Tân Bình, thì nó có kéo dài từ Tân Bình về đến quận 3 nha mọi người. Thì như hôm nay là mình đi khu vực này thì nó hơi ngược nắng một xíu, hình ảnh nó có được đẹp gửi tới quý vị các bạn mình cùng xem. Nhưng mà cảnh tất cả mọi người sẽ có những cái clip mới sẽ update lên và những hình ảnh đẹp nhất Sài Gòn gửi cho mọi người nhé. Khu vực này thì mọi người có thấy là Hải thấy chỗ khu vực Tân Bình này thì cho thuê biển hiệu cho thuê rất là ít so với cái khu vực khác nhá. Dọc này mà thấy đang sửa chữa những cái cửa hàng rất lớn đấy. Ở bên này là quán phở bò Phú Vương này. Nếu mọi người vào đây chắc thì cũng sẽ biết phở bò Phú Vương này thôi, một cái quán phở bò khá lớn tại khu vực Hồ Chí Minh này và có rất nhiều chi nhánh tại khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đây, lượng khi mình ra đến con đường Lê Văn Sĩ này là mật độ xe di chuyển rất là đông và nhộn nhịp. Sáng ngày hôm nay đi đây bây giờ kiếm mãi mới được có một cái căn nhà đang cho thuê mặt bằng các mọi người. Cái này là cái trước là shop thời trang, thì bây giờ thời trang thì mọi người cũng biết rồi, hàng thời trang bây giờ người ta chuyển qua bán hàng online rất là nhiều nên đôi khi không có đủ tiền duy trì kinh doanh mặt bằng họ sẽ trả thôi. Đấy, dọc này là các cửa hàng ăn uống, nhất là có Nhật. Ở khu vực này thì đêm nó sẽ nhộn nhịp hơn so với ban ngày rất là nhiều. Đêm thì đa phần là các bạn trẻ tới khu vực này uống cà phê rồi ăn tối tại khu vực này rất là đông nhá. Ở bên này là mọi người thấy đa phần là những cái mặt hàng thời trang và chính thôi. Rồi các cái tiệm tóc, tiệm spa cũng có luôn. Ở bên này thì có một cái nhà thờ khá là lớn để khu vực này. Nhà sẽ quay cho mọi người xem một xíu bức tường nhà thờ này nhá. Hiện tại mình đi xe nó cũng không quay được chậm được cho lắm. Đây nhà thánh đường Đa Minh Ba Chuông. Sáng ra thì bà con giáo dân đi lễ rất là đông. Lâu thì mình cũng đi ra những cái quận lân cận này mình đối gió đi, cũng như là cập nhật những cái hình ảnh mới cho mọi người. Nhiều khi mình đi quay ngoài mấy cái quận trung tâm này nó cũng không có gì, đi vài hôm là nó hết rồi nên Hải hay đổi gió ở khu vực này. Cũng như là vài hôm nữa thì Hải sẽ đi quay những cái cảnh nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh này nha, những cái khu mà lụt sụp quay cho mọi người luôn.
để xem đất có xét lẫn vào đấy là những cái giàu thì cũng phải có những cái nghèo thôi, ở đâu nó cũng vậy thôi mọi người, tỷ lệ giàu nghèo nó phải có. Thì con đường này là con đường Huỳnh Văn Bánh nhé mọi người. Đây này, có cái đường tàu này, cái đường tàu này kéo khá là dài luôn đấy, không phải chết đi. Ở bên này thì còn bán thịt chó, mà bên hẻm này là bán thịt chó không mọi người. Ngày trước cái Hải cũng hay ăn lắm, nhưng mà từ cái ngày từ ngày vào này xong đây mình bỏ luôn cái thịt chó với thịt mèo luôn á, chỉ ăn có một thịt heo với thịt bò nữa. Ê, bên này cũng có hai căn đang cho thuê mặt bằng, cũng đa phần là Hải thấy là trả toàn là cửa hàng thời trang thôi à. Đây dòng này toàn thời trang thôi. Khu vực này thì cô chú anh chị mình về có thể ghé đây mua cũng được. Ở khu này với quận 5 thì Hải thấy quận 5 thì nó bán nhiều hơn. Nhưng mà có vẻ là đồ quận 5 thì bán giá bình dân hơn so với khu vực này. Khu vực này toàn bán những cái đồ thương hiệu ở cái hàng hiệu nổi tiếng thôi. Cũng như là người ta có bán trong cửa hàng thì bán cửa hàng thì giá mặt bằng nó cộng thêm chi phí nữa nên giá thành nó sẽ lên cao hơn so với những người ta bán hàng rong rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì có nào ở tiền nào có đấy thôi. Trong cửa hàng thì chất vải nó sẽ tốt hơn, những cái hàng thương hiệu hơn so với về hè. Còn như Hải ai cũng không có điều kiện nên Hải toàn dùng đồ về hè thôi. Đấy, mình không có điều kiện giống như người khác nên là đa phần là dùng đồ vỉa hè là chính, thì nó cũng giá này nó cũng rẻ rồi, 450 cả, lúc nào mà mắc lắm thì cũng đến 200-300 ngàn một cái đó. Mình cũng không phải là dân văn phòng á nên cũng không cần thiết để phải trưng diện quá làm gì. Như là ở đây mình sắp ra thế, mình thế là nãy giờ Hải đi nói chuyện với mọi người cũng gần hết con đường Lê Văn Sĩ này luôn rồi đấy ạ. Khu vực này là bán trà tắc này, dừa tắc này, trà tắc là 15k này. Nếu mà nói về trà tắc và dừa tắc thì Hải thấy ở khúc Butter phường 8 á, người ta bán ở đấy là khu vực đấy là ngon nhất và cũng đông khách nhất tại khu vực quận 3 này. Như là hôm nay là thời tiết Sài Gòn khá là nắng nóng luôn mọi người thấy không, tại bây giờ mới 9 giờ sáng thôi mà có mọi người thấy không, nắng này rất là khó chịu luôn đấy ạ. Hôm nay Hải sẽ dẫn mọi người đi vào mấy con hẻm tại quận 3 này nhé. Có những cái con hẻm mà ta chỉ vừa một cái xe mình đi lọt vừa luôn á. Hay hôm trước cũng có gia đình quay cho mọi người mấy lần rồi, nhưng mà đi làm nhiều quá không có thời gian nữa. Tuần trước cũng vậy, tuần trước thì Hải cũng đi làm cũng ngày chủ nhật nên cũng tranh thủ quay cho mọi người một xíu buổi chiều luôn. Hay quay đi được khoảng vài ba clip là nó hết một ngày, quay xong rồi về còn phải chỉnh sửa rồi úp lên nữa. Cái mạng wifi ở nhà thì nó cũng hơi yếu một xíu á. Mỗi lần đúc clip lên là mất đâu khoảng 2 tiếng thì mới lên một clip mọi người. Nên nó nhiều khi bận rộn lắm nên ít có thời gian mà quay có thể nhiều cho mọi người. Bên này có con hẻm 284 Lê Văn Sĩ này. Khu vực này bán rất là nhiều đồ ăn ngon mọi người. Đây, trong cái hẻm này này bán nhiều lắm, toàn đồ ăn ngon không ạ. Ở bên này là chợ Nguyễn Văn Chối. Chợ này thì lúc nào cũng nhộn nhịp rồi, bán đến 9 giờ đêm luôn. Ở khu vực này Hải cũng hay vào chợ này mua rau và mua đồ ăn. Đây con chợ cho nhỏ ấy. Nên nằm trên con đường Lê Văn Sĩ. Bây giờ mình cũng qua cầu là mình sẽ hướng ngoài con đường Trần Quốc Thảo nhá. Đoạn này là đoạn cuối rồi, giao nhau giữa đường Trường Sa. Hôm nay cái kênh Ngưu Lộc này xuống hết rồi, rút hết nước rồi này. Bây giờ Hải sẽ rẽ vào một cái con đường có đường Trường Thảo, có phường 9, quận 3. Đây, hôm nay không biết đang tổ chức cái gì đây mà có vẻ là khá nhiều em sinh viên tình nguyện này. Ôi, cái góc này nó đẹp thế nhỉ, chụp hình cái. Đây, góc view này rất là đẹp luôn. Đây, thực tế
trồng hoa. Và bây giờ mình cùng vào một cái con hẻm nhỏ nhỏ tại bên này nhá. Đi đây sau đấy mình ra đến đường Kỳ Đồng và đi về luôn. Nên con hẻm này nó xíu à, thì vừa đủ một chiếc xe máy đi vào thôi. Đây ra bên này thì nó rộng hơn một xíu, ở cái chỗ này này. Nếu mà kéo lách thì được hai người, không lách được thì chỉ có một người. Cái hẻm này nó nhỏ mà. Còn nhiều con hẻm nó nhỏ hơn nữa, nhưng mà tại có nhiều vấn đề nên mình không quay được. Chỉ quay những cái con hẻm như thế này gửi tới mọi người cùng xem. Ở phía trước có mọi người là con đường Kỳ Đồng. Con đường Kỳ Đồng này thì khu vực này thì nó bán đa dạng lắm, từ đồ ăn cho tới massage rồi nhà nghỉ cũng có luôn. Ở nhà thờ cũng có, bên này là có khách, bên này có khách sạn này cũng bao gồm cả massage luôn tại khu vực này. Nhìn thấy mấy cô chú bán hàng rong lại nhớ mấy hôm nay thì ở Hồ Chí Minh đang làm rất căng về cái vấn đề hàng rong mọi người. Thấy những cái tụ điểm nơi công cộng như là nhà thờ Đức Bà hay là chợ Bến Thành rồi đường Nguyễn An Ninh đã đẹp, khá là sạch sẽ rồi. Bây giờ mình cùng vào con đường Trương Định vào Dành Cùng Vinh nhé. Hải sẽ quay cho mọi người một số cái điểm ăn nhậu tại bar này. Thế nếu mọi người có thời gian có thể ghé qua, hay là về nước có thể ghé qua chỗ này nha. Rất là đông vui luôn đấy ạ. Thì con đường Trương Định này đa phần là những bán mắt kính và cà phê là chính thôi. Mọi người có thể thấy ở bên này thì có cái chung cư của Kỳ Đồng 169 Kỳ Đồng, cũng như là địa chỉ là 175 Trương Định. Cái chung cư này cũng xây lên chắc phải được vài chục năm rồi. Đây, hôm nay thời tiết đi đường này nó còn ánh sáng khá là đẹp. Đây mình cùng vào đường Dành Cùng Vinh nha mọi người. Đường Vinh này thì rất là nhiều quán nhậu, thấy cực kỳ nhiều luôn tại hai bên đường này. Giá cả thì nó cũng phải chăng thôi, tầm khoảng hai người đi nếu mà nhậu thoải mái chắc tầm khoảng 700.000 thôi mọi người. Đấy, những ngày cuối tuần này. Mà khu vực này đấy không phải là cuối tuần đâu, mà ngày nào nó cũng đông nghẹt vậy, tầm khoảng 8-9 giờ tối á là hai bên đường này là bán nhậu kín người luôn. Ban đêm và buổi sáng thì họ sẽ đóng cửa, thì nắng như thế này người ta cũng buôn bán cũng không có khách thôi. Đấy, thường thường ở Sài Gòn người ta ăn nhậu đêm là chính. Mọi người đi ăn nhậu thì đừng có mang theo xe đi theo nha. Mình để xe ở nhà và sau đấy mình bắt taxi hoặc gọi Grab về cho nó khỏe. Thứ nhất là vừa an toàn cho mình, thứ hai là vừa không gây ảnh hưởng đến người khác cũng như là gây tai nạn nữa. Đây có quán nhậu đang bày sẵn rồi đây, chờ các thượng khách tới thưởng thức. Bây giờ hãy sẽ dẫn mọi người mình vào thêm một con đường nữa tại Sài Gòn. Đó là con đường Nguyễn Phúc Nguyên, một đoạn này. Và đi đây này. Mình cũng tiện thể vào ga Sài Gòn luôn, quay vào đây. Dẫn mọi người đi một số con đường nhưng mà có vẻ hôm nay đi hơi nhiều. Thì bên này là con đường Nguyễn Thông, và khu vực này là chung cư 86 của Nguyễn Thông. Cái chung cư này cũng nhìn có vẻ khá lâu đời, 30-40 năm rồi đấy, nhìn nó cũng xuống cấp rồi. Còn đây là cái ngã ba giữa con đường Trần Văn Đang giao nhau với con đường Nguyễn Thông này, đấy, hướng về ga Sài Gòn. Bây giờ Hải sẽ chạy vào cái ga quay cho mọi người xem một xíu nha. Nói chung là bây giờ thì ga thì người ta cũng ít rồi, đa phần là người ta đi sử dụng ga đi du lịch là chính thôi, đấy, về quê về những cái dịp lễ thôi, chứ bây giờ ga cũng chẳng còn mấy người nữa. Bên này là có cái đầu tàu nhà hơi nước này. Mới về khu vực này là mới về xịt cỏ hay sao á, trước dậy rộng tùm, bây giờ thì đỡ rất là nhiều.
Ê, mọi người thấy không? Nó trái ngược hoàn toàn. Ga quốc tế Tân Sơn Nhất, ga tàu trong nước thì vắng tanh nhỉ. Cái này thì chắc lúc nào có tàu thì phải có người người thôi, chứ còn bình thường thì chắc cũng ít lắm. Cũng như là khu vực này nó xuống cấp chậm chậm. Ê, mọi người nhìn cái nhà để xe này, bây giờ xe để nắng lên mưa này đâu có mái che đâu. Cũng như là tàu bây giờ là chuyên vận chuyển hàng hóa là chính, còn là khách thì cũng có một lượng nhất định, cũng không được đông như lắm. Mà hãy thấy là khách nước ngoài họ thích đi tàu nha. À, khách nước ngoài hay đi tàu, rồi mình đi ra Nha Trang, Khánh Hòa, khu vực đấy thuận tiện hơn đi xe rất là nhiều. Cũng như là mình được trải nghiệm những cái cung đường mà xe không giới thiệu, xe không thể cho mình thấy được, như là qua đi qua đèo, một số cái đèo khá là đẹp. Cái khu vực vận chuyển hàng hóa này thì lúc nào cũng nhộn nhịp mọi người. Bên chỗ này đây gửi hàng hóa đi tàu. Và bây giờ mình cùng qua đường Cúc Nguyên nhé. Thì qua đường Cúc Nguyên này nó bắt cũng khoảng gần 2 km đó mọi người. Mình bắt đầu từ điểm này và mình kết thúc ngay vòng xoay Dân Chủ. Đường mới cũng cái này thì nó cũng khá là đẹp. Cái khu vực này thì mới vừa làm lại, mọi người thấy mới vừa kẻ vạch lại, nhìn nó rất là đẹp và sắc nét. Cái khu vực hai bên này thì bán cái đồ thịt, cái gì thì bán là đồ bát, dĩa này, chén này, rồi những cái đồ trưng bày như là ly các thứ, bán rất là nhiều cái khu vực này. Con đường này thì cũng có một số căn nhà nghỉ nhá, giá ở đây thì nó cũng rẻ lắm, mang tiếng nhà nghỉ quận 3 mà chỉ khoảng 6-70 ngàn một tiếng thôi, giá nói chung là cũng khá bình dân, nói chung khá bình dân, và khá bình dân như vậy thì cũng đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết cho mình, không phải là sang quá so với những cái khách sạn, thì so có thể so bì được những khách sạn nào ngoài có sao được. Ngoài là những cái căn nhà nhìn những kiểu xây dựng khá là lâu rồi mọi người thấy không? Nhìn nó cũng khá là lụp xụp. Cái lối này thì nó tối tối á, nên nó không được, không xem được hết được cái hình ảnh cho mọi người. Nếu mà đi ngược lại thì nó sẽ sáng và đẹp hơn rất là nhiều. Nhiều người hỏi là quay bằng GoPro, GoPro rồi sao? Thật là Hải cũng không quay GoPro đâu mọi người, vì quay GoPro hình ảnh nó tối lắm, xem nó không được nét để gửi cho mọi người được, nên Hải thường thường hay quay bằng điện thoại lắm. Nhiều khi đi này nên nhiều khi hay bị cũng ngại gặp mấy công an lắm, để quay này thì chắc chắn là bị bắt chắc rồi đấy. Thôi về đến đây rồi, Hải xin phép được dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, và hẹn tất cả mọi người ở một clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.